Xin chào quý vị. Đang làm gì? Và đây là hành trình đi sinh của mình nè. Đây là cái bầu tháng cuối cùng rồi nè. Đó, và mình đang chuẩn bị pack đồ ha. Để đi vào bệnh viện nè, vào lúc 3 giờ chiều ngày 12 tháng 7. Ê, 12 tháng 10 xin lỗi. Và đây là căn phòng, khi mình vào thì mình sẽ người ta sẽ cho mình vào đây. À, để cho cái IV nước biển vô tay mình nè, thay quần áo, làm giấy tờ. Và đặc biệt cái phòng này thì nó cực kỳ rộng luôn cô. Đó, và có chỗ cho mình thay quần áo. Sau đó thì họ sẽ chuyển mình qua phòng mổ và ca phẫu thuật mổ. Sau khi họ làm giấy tờ cho mình xong rồi, ca phẫu thuật đó mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Và cuối cùng là em bé đã thấy mặt rồi đây. Và đây là bé Thalen Nguyễn nha. Và bé nặng 7 pound 5 ounce và dài là 20 inches. Và mổ khi này mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Và trong cái khoảng thời gian đó cực kỳ lạnh và rất là mệt luôn á. Tại vì lạnh mình cứ phải gồng người hoài đó, rất là mệt luôn. Và sau một hồi là clean up, lau chùi cho bé rồi thì họ chuyển qua phòng hồi sức nè mọi người. Và đây một ngày 2 lần thì họ sẽ đến để kiểm tra cái khả năng nghe của tai của bé đó. Tại vì nhiều khi nó có cái chất flu inside đó thì nó làm cho bé không có nghe được. Cho nên họ phải đến kiểm tra. Và kiểm tra đến khi nào mà em bé nghe được thì mới pass. Sau 2 ngày thì mình được xuất viện rồi nè. Mặc dù vết mổ còn rất là đau nha mọi người. Còn cực kỳ đau luôn đó, thấy mấy ông trời luôn đó. Và ngay đây xe nó chạy nhiều quá, nó hơi ồn. Bây giờ thì là mình sẽ cho em bé lên xe để mình đưa về nhà ha. Thì chiếc xe đó mình sẽ mua một cái ghế của em bé, rồi mình gắn vào cái trên cái thành ghế của xe hơi, xong rồi mình mới để em bé vào đó, như vậy để cho nó an toàn đó. Và cảm ơn quý ông bà cô bác đã bỏ thời gian quý báu để theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại cái video kế tiếp nhé. Thank you for watching. Cảm ơn quý ông bà cô bác một lần nữa nha. Bye bye, xin chào tạm biệt ạ.